Chúng ta sinh ra và lớn lên là người Việt Nam đúng không? Quân rất là yêu con người Việt Nam, yêu quê hương, đất nước của mình. Và Quân cũng rất rất yêu tiếng Việt nữa. Tiếng Việt nó hay vô cùng bởi vì nó có bộ dấu. Nhưng mà tiếng Việt của mình có những cái dấu gì? Ngã, nặng, hỏi, huyền, sắc. Rất là hay. Nhớ ạ, 5 nguyên âm đúng không ạ? A, E, I, O, U. Thế bây giờ mình hát 5 nguyên âm này làm sao cho nó đúng nhá. Âm A này, âm I này, âm O này, gần như là những cái âm xuất hiện nhiều nhất trong một bài hát đúng không ạ? Thế âm A hát như nào? Ví dụ quan điểm của các bạn hát nhé, âm A như này này thì mọi người thấy đúng không nhé? A. Mọi người thấy cái chữ A đấy như nào? Bẹt và ngang đúng không ạ? Bẹt và ngang. Vậy cái âm A khi mà mình mở ngang, auto là bẹt. A. Thế bây giờ mình bỏ qua mở ngang nhé, mình chỉ mở dọc thì âm A sẽ như nào này? Khi mà mình mở dọc quá cái âm A nghe rất lơ lớ, không rõ là chữ A mà nó lại hơi thành ơ rồi, tại vì nó hơi o rồi. Đây nhá, tiếng Việt hay cực nhá. Khi mà mình hát mở dọc âm A, nghe nó không giống âm A đúng không? Vậy âm A nó phải mở như nào? Âm A hãy kết hợp mở dọc lẫn mở ngang. A. Để ví dụ như là khi mà các bạn ngạc nhiên không? Các bạn A. Các bạn thấy khi mà các bạn nói chuyện các bạn ngạc nhiên A. Hoặc là các bạn đau A. Các bạn thấy khác không ạ? Hãy nhớ cho Quân rằng âm A mình sẽ luôn luôn là mở dọc và mở ngang. Và nếu như các bạn chỉ mở ngang thôi âm thanh sẽ rất bẹt. Còn có một cái điều nữa trong âm A này mà bây giờ là các giảng viên thanh nhạc, có nhiều các bạn đang dạy, thậm chí là thầy cô mà vẫn dạy học trò, nhưng mà quan điểm của Quân không không có nghĩa là quan điểm cũng đồng với các thầy cô nhá. Thì cái này là đề cá nhân của Quân thôi, thì Quân chia sẻ với mọi người thôi. Đó là âm A mà cứ pha thành ơ, ma pha thành ơ ví dụ nhá. Đây pha ơ nhá, âm A mà luyện thanh pha ơ nó sẽ thành này này. Nhiều 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 người sẽ bảo là chứ nào hát đi, luyện thanh đi, âm A pha ơ vào một tí để cho nó dễ hát nào. Mơ 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 mọi người có nghe có dao ma không? Nó hoàn toàn không phải dao ma mà nó là dao ơ rồi. A mà pha ơ thì sau này các bạn khi mà các bạn luyện thanh như vậy, các bạn quen với cái việc đấy rồi, thì các bạn hát một cái ca khúc nào đấy thì chắc chắn là cái chữ A để nó sẽ hơi bị ơ rồi. Chú ý một tí, A là A nhá, đừng có A pha ơ nhá. Nếu mà các bạn cứ A mà pha ơ như thế thì sẽ làm cho cái việc khi mà các bạn hát tất cả những cái liên quan đến lời nó sẽ bị hoàn toàn là sai nghĩa lắm, mà nó không ra được được rõ lời đâu. Các bạn, mọi người nói rằng là A pha ơ ấy, cái âm A mà pha ơ thì nó sẽ dễ lên hơn đúng không? Đấy là cảm giác của các bạn thôi à. Đấy là cảm giác để cố gắng để thúc đẩy học trò để có thể lên được cao hơn đúng không? Thế nhưng mà không phải thế đâu. Với cái sự nghiên cứu của Quân và những cái điều mà Quân học hỏi ở bên nước ngoài thì A là A chứ A không có pha ơ. Đây ví dụ nhá, rất là nhiều người bạn pha ơ này. Cái bài bài bước thiên đình đầu tiên của anh Đỗ Bảo nhá. Pha này. Và anh sẽ là người và anh. Mọi người nghe thấy không ạ? Pha ơ và thứ nhất là rất là mũi, cái thứ hai là nó không đúng với từ Anh. Còn nếu ví dụ là A này, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Đó, nếu mọi người thấy khác nhau của chữ A và pha ơ chưa? Đây, còn một cái câu nữa nha, ví dụ là Quân đi chấm thi nhiều mà rất là nhiều người bạn hát mà Quân trừ điểm nặng lắm. Bởi vì các bạn ý bị sai về cách ví dụ nhả chữ. Đây là Quân đang chia sẻ những cái cơ bản nhất cho mọi người đã. Rồi, bây giờ tiếp nhá. A, E, I, O, U này đúng không ạ? Âm A các bạn nhớ chưa ạ? Mở cả dọc cả ngang này. Âm O thì thế nào ạ? O, O, O. Rồi, các bạn đưa tay các bạn này. Các bạn sửa lên cái chỗ mang tai này của các bạn đi. Cái khớp cắn đây này. Rồi, các bạn sửa vào chưa? Quân nghĩ là
hơn 4.000 người đang cũng đang sửa vào như quân nhá. Rồi các bạn nhấc lên này nhá. Rồi các bạn nhấc lên này chưa? Các bạn giữ nguyên như thế nhá. Các bạn có thấy cái này của các bạn mở không? Cái khẩu hình này, cái khớp hàm này các bạn mở không? Đó, các bạn đóng lại thì nó đóng nhá. Rồi các bạn mở ra này. Có đúng không? Các bạn làm có đúng không ạ? Đấy. Khi mà các bạn hát, các bạn phải linh hoạt và nhấc cái hàm lên. Nhất là cái này, các bạn không được khóa nó lại. Ví dụ nhiều bạn hát, hát hay bị kẹp cái hàm này lại, kẹp hàm này, kẹp hết cả cái này lại, khóa cái này lại mà không mở nó, thì âm thanh nó không đi ra ngoài được, nó không tự nhiên, nó cứ bí bên trong, giữ lại được bên trong. Nào các bạn nhớ nhá, nhấc nó lên, phải nhấc được nó lên, cứ hát là nhấc nó lên, để cho âm thanh nó bay được ra bên ngoài, được chưa ạ? Đó, các bạn nhớ nhá. Rồi, bây giờ nhá, ví dụ này, đây là cách hát mà không có nhấc hàm này. Ví dụ bài Ánh Nắng Của Anh đi. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Vẫn hay. Đấy các bạn thấy không ạ? Khi mà các bạn không mở hàm ra, âm thanh nó sẽ như thế nào? Nó sẽ không bay được ra bên ngoài là cái thứ nhất. Không bay được ra bên ngoài, tất cả mọi thứ không bay được ra bên ngoài. Thứ hai nữa là cái âm thanh nó bị tù bên trong này. Đấy, đến khi mà các bạn hát các bạn nghe sẽ rất khó chịu. Sẽ rất rất khó chịu. Chứ các bạn chú ý cho Quân. Nếu mà các bạn mở ra này, khác này. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua. Đó, các bạn thấy không ạ? Đấy nhá. Các bạn chú ý về cái góc hàm một chút. Đấy, các bạn phải biết mở ra, được nhá. Rồi, âm ô, các bạn luôn luôn mở dọc cho Quân. Mở dọc. Ô, ô. Âm ô thì luôn luôn mở dọc. Nhớ nhá, âm A này mở ngang và dọc kết hợp. Giống như kiểu là mình đang cười này. A, 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 ô này, ô, ô, ô. Rồi, ê, ê, ê mở như nào? Ê, nếu mà ê mà mở giống ô là chỉ mở dọc này. Ê, 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 ê. Âm thanh bị sâu ở bên trong chưa ạ? U ở bên trong chưa ạ? Đúng không ạ? Thì âm ê cũng phải giống âm ma là mở cả dọc cả ngang này. Ê, 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 ê. Đó, các bạn thấy không ạ? Âm y nhá. Âm y này. Y, 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 y. Các bạn có cảm giác như là nó là một cái âm y, nó là một cái dấu chấm đi, giống như một cái dấu chấm, một cái nụ hoa nhá. Y, 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 y. Đó. Y, y. Rồi, âm u này. U, 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 u. Cũng giống như là một cái nụ hoa nhá. U, u, u. Đó. Các bạn cứ tập theo này. A, E, I, O, U. Cứ tập thế đã. A, E, I, O, U. A, A, A. E, I, O, U. Các bạn cứ tập như vậy. Có những cái mẫu luyện thanh nhá. Y, y này, y các bạn nhìn nhá. Y, a, y, a, y. Này, Quân đang hát, cố gắng là để chậm nhất thì các bạn nhìn nhá. Y, a, y, a, y, a, y. Rồi, bây giờ khi mà mình nối lại này. Y, a,
của Điền là những âm nhạc như là những nghệ sĩ thính phòng, semi classic, cổ điển, opera, các trích đoạn, đúng không ạ? Đấy là cổ điển. Còn nhạc nhẹ thì sẽ là pop, rock, R&B, hip hop, tất cả những cái dòng nhạc mà các bạn Gen Z hay là kể cả Quân đang theo, đúng không ạ? Cách luyện thanh của hai cái cũng khác nhau, chỉ giống nhau nhất là vẫn là cắm hơi thôi. Ví dụ nhạc nhẹ này. Mi mi ma mi ma mi. Nhẹ nhàng. Mi ma mi ma mi. Rồi, quân nào tiếp nhá. Đúng không ạ? Mi ma mi ma mi. Rồi. Cổ điển đấy nào. Mi mi ma mi ma mi. Mi ma mi ma mi. Mi mi ma mi ma mi ma mi. Khác nhau mọi người thì khác nhau không? Hai âm thanh khác nhau. Một cái là nó có cộng minh, cộng hưởng. Một cái là có cộng hưởng dày dặn, cộng minh. Còn một cái thì là hát rất là hoàn toàn nhẹ nhàng. Đó. Thế mọi người cũng phải biết phân biệt hai cái điều đấy, nó cũng là một cái hay lắm. Đó, hôm nay con chỉ muốn chia sẻ những cái gì cơ bản nhất đến cho mọi người nhá. 50 năm IUU mọi người đã nghe rồi này, thì mọi người cố gắng tập cho Quân cái điều đấy.